con báo sư tử này đang đến kiểm tra xem tối nay con sen cho mình ăn cái gì. Tôi nghĩ rằng con mèo này đang bị con lười bắt làm con tin. Coi bộ con lười cũng tình cảm phết đấy chứ. Cô gái này có một thú cưng bá đạo đấy chứ. Tôi nhìn thôi cũng thấy rần rợn rồi. Con chó nhà mặc dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để giành lại vị thế của mình đối với con mèo rừng. Nghĩ tới cảnh con mèo nó phản ứng một cái thì chắc con chó tá hỏa luôn ấy chứ. Một con mèo Savannah đang cố gắng hòa đồng với một con mèo nhà. Nó đang muốn nói rằng chúng ta là một gia đình đấy. Cô gái này thật can đảm khi nuôi một con cá sấu to như thế này làm thú cưng. Dù gì nó cũng là một loài động vật nguy hiểm nên hãy cẩn thận cũng không thừa đâu. Bạn đã bao giờ thấy cua ăn chưa? Đây là một con cua thú cưng đang ăn bìm bìm đấy. Đây là cảnh khi bạn là một người thích nuôi nhiều động vật nguy hiểm làm thú cưng. Chúng sẽ có những cuộc chiến với nhau và bạn phải là người hòa giải đấy. Khỉ ngón tay là loài khỉ nhỏ nhất trên thế giới và thật dễ thương khi nó được nuôi làm thú cưng. Con quỷ Matania tuy không được xinh đẹp nhưng vẫn được người ta chọn làm thú cưng. Bạn nghĩ rằng linh miêu rất hung dữ đúng không? Thế nhưng nó còn được nhiều người nuôi và xem là một thú cưng đấy. Trong nó cũng hiền hiền cưng phết đấy chứ. Gấu là một loài động vật to lớn và nguy hiểm. Nhưng bạn nhìn đi, tình cảm giữa người đàn ông và con gấu thân thiết tới mức không hề có một sự nguy hiểm nào giữa họ. Hình ảnh con chim đang cảm thấy chán nản khi bị con sen nhốt trong nhà. Ấn tượng sâu sắc mà kangaroo đem lại là những cuộc tấn công với con người bằng những cú đạp đành thép. Nhưng người đàn ông này đã thu phục con kangaroo, biến họ trở thành bạn bè của nhau, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Khi bạn nuôi một con gấu túi để làm thú cưng, nó sẽ suốt ngày mè nhiều khóc lóc giống như một đứa trẻ vậy. Khi bạn muốn nuôi một con tắc kè da báo là bạn phải mua sâu cho nó ăn như vậy đấy. Con rắn này trông rất nguy hiểm nhưng nó lại là một thú cưng. Nhiều người sở hữu những sở thích kỳ quái đấy chứ. Đây là người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể bơi cùng với gấu mắt cực. Nó đã quá khôn khi chủ nhân vừa mở tủ lạnh ra là ngay lập tức lại lấy đồ ăn của nó. Anh ta cẩn thận, chứ không thì nó sẽ thống trị luôn căn nhà của anh ấy đấy. Con hươu sừng tấm đã tỏ ra rất thân thiện với cô gái. Giữa họ có một tình yêu thương gì đó rất đặc biệt, khiến cả hai cảm thấy đều được an toàn. Khi bạn chưa đủ tuổi để làm mẹ thì sẽ làm khổ con mình như thế này đây. Khi bạn nuôi một con cầy mongoose làm thú cưng, nó sẽ suốt ngày quậy phá khiến bạn khá đau đầu đấy. Lửng mật là một loài động vật rất thông minh. Chọn nó làm thú cưng thì còn gì bằng. Tôi là một người rất sợ chuột, nhưng con chuột này thì lại rất dễ thương đấy chứ.
Khi bạn nuôi một con thằn lằn gai làm thú cưng thì chắc không ai dám đụng vào bạn. Nhìn nó lúc nào cũng trong tư thế khiến người ta sợ hãi. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng tiếc bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.